bây giờ khá là đông. Dọc theo cái tuyến đường này mình sẽ đến được cái chùa Tô Phước Cư gì. Con góc này có nhiều bảo vệ vậy. À đẹp ha. Ở đây đang bán là đăng cô, rất là nổi tiếng. Ăn thì giống như là mochi á, dai dai. Mình sẽ đi vào trong nha, nhìn rất là đẹp đó. À, bây giờ trời rất là lạnh luôn á. Mình sẽ đi thử xem không biết là có bị lạc đường không nha mọi người. Lần đầu tiên nhà mình trải nghiệm, mọi người theo nha. Mình sẽ đi dọc theo cái cầu này và không biết sẽ ra địa điểm nào nha. Dưới này chạy bộ đá luôn nè, nhìn rất là đẹp ha, tuyệt vời. Còn nhìn đẹp chứ nè. Chỗ này đẹp quá. Nhật mọi người sẽ vào cái khu vực mà có smoking area mới được hút nha. Đây nhà Satoshi đi dạo đây. Nếu đi thẳng mình đến Nara, còn bên trái thì là đi Higashiyama Shizu. À, bây giờ trời rất là lạnh luôn á. Mình sẽ đi thử xem không biết là có bị lạc đường không nha mọi người. Ở Nhật bắt gặp những cái thanh này này là mình người ta chắn để không cho xe đạp hoặc xe máy đi á. Nhà mình lại tiếp tục hành trình len lỏi qua những cái khu nào giờ mọi người xem nha. Đi theo đường này mình cũng không biết đi đâu nữa. Mọi người thử theo nhà Satoshi sau khi đi xong sẽ ra địa điểm nào nha. Nhà mình lại khu này đang có tàu. Nhưng lại tàu đi đây kia. Tàu tới rồi, quá tàu xe. Satoshi khói tàu lắm á. Quá trời tàu luôn. Đấy. Mình sẽ đi rẽ đường này đó, đi ven theo cái con đường này. len lỏi từng khu vực. Ê, một chiếc tàu đi qua nữa, đường này đúng toàn tàu không? Mọi người ơi, nhà Satoshi đi lạc đường rồi. Giờ phải quanh lại, một chặng đường rất là dài luôn. Giờ mình phải quanh lại đây nè, đi lui lại. Sau khi mình quay lại thì ra địa điểm này chính là Tô Fukuji. Một cái chùa rất là nổi tiếng. Mình quay lại ngay cái hướng lúc nãy chờ tàu. Giờ mình đi đường này băng qua đường tàu nha. Nhìn đường tàu rất là đẹp. À, đường tàu rất là đẹp luôn á. À, Satoshi ha. Theo đường này nha. Hoặc là một cái tiệm Ấn Độ curry rất là nổi tiếng ở bên này. Khi nhà mình đi một đường vòng thì ra là đền Tô Fukuji. Trước có người hướng dẫn cho mình chứng tỏ ở đây rất đông. Bây giờ khá là đông. Dọc theo cái tuyến đường này mình sẽ đến được cái chùa Tô Fukuji. Đường ở đây rất là sạch nha. Phía trước mới đỏ đỏ cam cam thôi. À, đây thì là một cam vàng. Con góc này có nhiều bảo vệ vậy. À đẹp ha. Con đường đi đến cái chùa này sao mà dài vậy ta? Cái đường của này đến cái chùa rất là dài, cho nên là phải có mấy cái người đứng bảo vệ để hướng dẫn này. Nãy giờ mình thấy rất là nhiều bảo vệ rồi đó. Wow. Ngay gần lối của đền này sẽ có quán ăn á. Nhà mình cũng đi vào thử. Nhà mình đi vào thử xem mấy con này á. À, kawaii. Trong này người ta bán khu vực này để cho mọi người mua đồ mình ăn này. Bên kia bán gì ta? Oden rồi udon. Chỗ này là địa điểm. Satoshi rửa tay hả hay? Satoshi chiên dùng xanh điểu vậy. Mama xăng tay lên hả? Chỗ nào Satoshi cũng rửa hết á.
rửa cho sạch sẽ trước khi vào bên trong ha. Mang những cái đồ đem về làm quà này. Đi sao đó thì à? Mama tìm cái nút nãy bạn ăn. Mọi người cũng xếp hàng để rửa tay để cho sạch sẽ. Và cũng uống thử nước trà ở đây. Ngọt quá. Ngồi nghỉ ngơi à. Mình đi mãi nãy giờ mà vẫn chưa vào Papa kìa. Có bạn chỉ dẫn của một cái đền khác nữa, một cái chùa khác. Đây giống như là một cụm vậy ha. Thì ghi là Daikin. Bây giờ mình sẽ đi tiếp này. Đường rất là rộng luôn á. Ở đây bán đồ lưu niệm này. À, phía trước là cái cổng kìa, nhìn rất là đẹp luôn ha. À, ở trước có người hướng dẫn bảo vệ nữa. Ờ, mình sẽ đi vào trong nha, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, rất đẹp. Em cười đấy. Satoshi. Làm giải là vlog nước trắng. Công nhận nó đang rất là đẹp luôn, nó mới là đâu mà ở đây đang bán là đăng cô rất là nổi tiếng, ăn thì giống như là mochi á, dai dai. À, ở đây là cũng bán rất là nhiều thứ đồ ăn nè, mình sẽ vào bên trong ha. Mình có thể ăn thử này. Đây là những cái đặc sản đem này làm quà. Đây là rượu. Còn đây là mấy cái đồ gia vị. Ở đây có bán sành sữa nữa. 600 yên. Bộ tô Kutsi này quá là rộng. Mình đã kết thúc hành trình ở đền Inari. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Satoshi Mama. Nhớ đăng ký kênh để gia đình Satoshi Mama có động lực làm việc nha. Bye bye. Nhà mình đã kết thúc chặng đi ở địa điểm này. Và tiếp tục mình sẽ hành trình tiếp theo, mọi người đón xem nha.